Con nói cho mẹ nghe đi, hôm nay con với bố ở nhà làm gì? À, con đi ngủ, con lên giường ngủ hả? Thế còn bố, bố làm gì? Bố lại uống rượu. Ây da, suốt ngày uống rượu rồi. Uống say rồi, nôn vào đây hả? Ây da, mất mặt quá. Say rồi nằm ra. Say rồi nằm ra vậy hả? Xong rồi sao nữa con? Leo lên cả giường của con. Ôi, xong rồi dựa tường đấy đi. Ôi, mất mặt quá nhỉ. Con xem, có mất mặt đúng không? Ôi, mất mặt quá. Để mẹ về mẹ xử lý bố nha. Con muốn phạt bố kiểu gì hả? À, con muốn phạt bố đi rửa cái bản ấy hả? Được, mẹ nghe lời con, về bắt bố đi rửa cái bản ấy nhỉ. Ôi, ngoan, giỏi, giỏi quá.